trường. Cô kính mến, vậy là đã 2 năm kể từ khi ra mái trường tiểu học, thời gian sao trôi thật nhanh, thoáng chốc em đã lên lớp 7, nhưng có lẽ những ngày dưới mái trường ấy mãi trong tâm trí em. Em vẫn còn nhớ trường ta có cây bàng già, những hàng ghế đá, hàng câu, ba dãy nhà lớn. Em vẫn còn nhớ lời giảng của cô thân thương như lời ru của người mẹ. Giọng nói cô nhẹ nhàng, thanh thoát, văng vẳng bên tai em. Nhớ chúng em mong đến tiết học văn nhường nào, mỗi lần đến tiết văn lại được nghe cô kể chuyện, đưa chúng em vào một thế giới thần tiên, một thế giới toàn là những màu sắc tươi sáng, vang vọng tiếng cười trẻ thơ vui đùa. Có lẽ khi cô chủ nhiệm lớp em sẽ là một nỗi vất vả vì phải là một giáo viên của lớp cá biệt. Hễ khi các bạn cô đánh nhau, cô lại vội vàng chạy lên lớp, nhìn thấy cô lo lắng, thương xót cho những vết thương bầm tím mà chúng em gây ra, em cảm thấy áy náy vô cùng. Chủ nhiệm lớp em chắc cô mệt lắm đúng không ạ? Nhưng cũng có lẽ vì thế mà bọn con trai cùng với bọn con gái trong lớp đã chuẩn bị một món quà. Một món quà thật bất ngờ dành tặng cho cô. Các bạn gái thì vẽ hoa trang trí bảng, các bạn trai thì mua bóng bay trang trí tường. Lúc ấy cả lớp cuống cuồng nháo nhào lên, mãi về sau mới xong được. Mọi người đều thở nhẹ một cái. Bỗng trống trường vang lên, không khí hồi hộp lại bao trùm. Hai bạn đứng đằng sau cửa lớp cứ ngó ra ngó vào ngóng cô. Khi cô bước chân vào lớp, bỗng một tiếng bùm vang lên, tiếng nổ bóng bay cùng với giấy vụn bên trong rơi xuống. Cô đứng trước cửa lớp và đứng trước sự bất ngờ. Em biết cô đã rất xúc động, cô đã khóc. Cô không muốn xóa bảng chỉ vì nó quá đẹp, chúng em cũng vậy. Cảm ơn cô vì đã dạy chúng em. Cô luôn là người cho đi, cho chúng em kiến thức, tình thương và sự thấu hiểu.
Thay mặt cả lớp 4A1 năm đó, em xin lỗi cô vì chưa thể thực hiện lời hứa rằng khi học cấp 2 chúng em về thăm cô. Chúng em hứa sẽ về thăm cô vào một ngày gần nhất. Học trò cũ của cô, Hoàng Thị Thu Phương. Trong vườn xưa, người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời. Thời gian thấm thoát trôi, mấy ngày nào chúng em còn bỡ ngỡ đứng nép ở cổng trường. Giờ đây chúng em đã sắp phải xa trường, xa cô. Dẫu biết sẽ có ngày chia ly, nhưng lời chia tay sao mà khó nói quá cô ơi. Những lời cô dạy bảo như đang ùa về khi em viết lá thư tri ân này. Cô ơi, nhờ cô mà em biết và hiểu hơn về những bài học, bài thơ hay. Cô là người dạy chúng em vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chính cô là người nâng niu, uốn nắn cho em từng lời ăn tiếng nói. Chúng em đã dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của cô mà không hay rằng chỉ mấy tháng nữa thôi, 4 năm cấp 2 đã sắp kết thúc. Chúng em sắp phải xa cô thật rồi. Em nhớ lắm cô ơi, cái ngày nhận được thông báo cô làm giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2. Lúc đó em sợ lắm vì cô rất nghiêm khắc, mà em thì lại là một đứa khá nhút nhát và cũng học không giỏi môn văn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những cử chỉ và ánh mắt mà cô đối với lớp làm em không thể nào quên. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo chủ nhiệm của em, cô Lương Thị Như Quỳnh. Cô luôn là người mẹ tâm lý nhất của chúng em. Ngoài những giờ học mệt mỏi, căng thẳng ở trên lớp, cô còn hay tổ chức những hoạt động vui chơi giải trí cho chúng em. Cách giảng dạy của cô rất dễ hiểu, dù mệt nhưng cô vẫn nhiệt tình trong từng tiết dạy. Đôi lúc, chúng em làm cô phải buồn lòng và thất vọng, nhưng cô không vì thế mà bỏ mặc lớp. Cô ơi, chúng em xin lỗi cô. Chúng em cảm ơn cô đã tận tình, hết mình vì chúng em. Cảm ơn cô đã để lại cho chúng em những kỷ niệm không thể nào quên. Sau này khi xa trường, không còn cô bên cạnh nữa, chúng em hứa sẽ cố gắng phấn đấu bằng những kiến thức cô đã chỉ dạy. Em chúc cô luôn mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp chồng người. Nguyễn Hải Vân. Quá êm đêm trôi mãi, chỉ trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ